Lô 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 lô. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải Gaming. Và Duyên Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở lòng video này thì sau khi hoán xong cái nọ, sau khi hoán xong cái nọ 39-60% này thì Khải tốn hết gần 28 kim, tính luôn cả phôi nè, 20 lần hoán là 26 kim với lại 3 kim phôi. Thì Khải dư ra cái nọ 42 dòng 1 này nè, 42 dòng 1 này lúc trước Khải mua 11 kim. Lúc trước Khải mua 11 kim, bây giờ thì như cũng như hôm qua Khải nói thì nếu mà hoán lên thì Khải bán rẻ cho xài. Thì ở lần này thì Khải lấy, Khải bán lại cho thằng em Ton thì là 8 kim rồi nè, 42 dòng 1. Tại vì dòng 1 thì nó mới khỏe được. Dòng 1 thì nó mới đi theo xếp đồ đẹp được nè, tùy theo anh em thôi. Còn như Khải đa số Khải thích xài dòng 1 nè. Đó như anh em thấy không? Cái này thì mua 10 cho 10 kim đi. Này mua cho 10 kim đi. Mà cây của Khải gần 30 kim, em thấy nó khác không? Nó khác chỉ một chút xíu thôi nè, nó chỉ thêm một xíu dòng sát thương thôi. Mà nó là rất mất một mớ tiền, gần cấp 3 nè, gần cấp 3 này. Cái này cho 10 kim, cây kia 30 kim đi. Đó, cái kia là 39-60 nè. Cái kia của Khải hoán lên là được là 39-60. Thì tính ra thì tương đối là 30 kim anh em. Mua ở thị trường cũng vậy. Hôm trước Khải có hỏi mua thì cũng khá nhiều nỏ, nhưng mà toàn giá 45-50 nỏ một coi không anh em ơi. Ok, 40 kim, 45 kim một coi không ạ. Hôm trước Khải hỏi coi của hai lúa này, anh em xem trên kênh YouTube của Khải thì cũng biết coi của hai lúa 41-79 hay là 41-81 gì đó. Thì cũng tương đối với nhau luôn anh em, 41-81. Đó, hơn một chút xí thôi. Mà ông bán mình 40 kim, mà lúc đó 40 kim thì tính ra thì cũng được giá, nhưng mà cảm giác này mình tìm phôi mình hoán làm video cho anh em xem thì nói chung cũng khá là thành công anh em. Hoán lần này ở server này thì 20 lần thôi, chung là khá là mãn nhãn, rất thích là video hoán. Bởi video hoán thì Khải gốc ở những lần video trước anh em, anh em có thể xem lại những video lần trước nha. Ở cái lần server này thì Khải hoán đúng 20 lần, Khải hoán đúng 20 lần rồi nè. Cái gì nói chung thì lần này Khải bán được 8 kim bán lại, mới xài được tính ra xài cái nỏ này được 6 ngày nè, được 6 ngày. Sao nó một dòng được 6 ngày, rồi nó được 6 ngày, 6 ngày giờ bán lại cho người nó xài. Coi như là vừa xài vừa bán rẻ lại nè. Chứ Khải mới mua 8-11 kim á. Không nói Khải mua mà Khải mừng quá, Khải mua nhanh quá nên không có làm video nè. Rồi, nói chung thì đây cho anh em xem nào mới này. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ nha. Rồi, video này thì Khải muốn khoe anh em thì Khải bay cái nỏ kia là được nè. Bay lại cho anh em trong bang xài. Bán bây giờ 8 kim. Đó, hai nỏ thì chắc chắn nỏ, hai cái nỏ này hôm trước như Khải so thì cái nỏ của Khải này hiện tại đang mang thì hơn chỉ khoảng tầm 60 điểm lực tay thôi nè, 60 lực tay thôi, 60 lực tay mà nó mất đến gần 20 kim nữa em thôi, mất đến gần 20 kim nữa nè. Tính ra cái nỏ kia cho 10 kim đi thì mất thêm 18 kim nữa đó, đâu 19 kim nữa thì thêm được cái dòng sát thương thôi mà tốn hết mười mấy kim nữa nè. Hiện tại bây giờ cái nỏ này ra thị trường giá tầm đó nè, ra thị trường tầm 30-35 kim, 40 kim đó nè, không biết đâu. So với hiện tại nha, sau này thì nó ra thêm nỏ nào đẹp hơn thì mình không biết, nhưng mà hiện tại so với hiện tại thì nỏ này nếu mà ra ngoài thị trường thì tầm 30-35 kim là bay phát 1 luôn nè. 30-35 kim là bay phát 1 luôn nè, nỏ này đáng tốn kim rồi nè. Đó, nên nhiều anh em chắc chắn sẽ hỏi là tại sao không mang nỏ tóc sát thương này nỏ các kiểu. Nhưng mà anh em muốn nỏ tóc sát thương này nỏ các kiểu thì vào tống kim thì cái tốc độ nó không quan trọng nè. Tại vì đường môn thì nó sẵn cái mặc định nó là 101 rồi nè, 101 công kích rồi. Vào tống kim Khải cắn phi tốc lệnh, phi tốc lệnh bài thì nó được 201 là đạt tốc đường môn ở tống kim rồi nè, đạt tốc đường môn ở tống kim rồi. Nên là Khải đánh tống kim nhiều nên là Khải không có ưu tiên về cái tốc nè. Nếu mà server này Khải nói em nghe luôn, nếu server này mà bỏ dòng thể lực xấu đi, bỏ dòng thể lực xấu đi, thêm tốc vào 20 hoặc 30 vào thì cái nọ 39-20-60, cái nọ đó bèo trên dưới phải từ 7-15 triệu nè. Đó, xác định với anh em luôn, nếu mà nọ tóc sát thương 39% và 60%, đó, chỉ thêm một dòng tóc thôi thì cái nọ đó sẽ xác định nằm trên giá từ 7-15 triệu nè, bảo đảm với anh em luôn. Đó, so với hiện tại của server đồ xanh như thế này. Rồi, nói chung thì anh em không tin thì anh em có thể truy cập vào trang chủ công.chiến sư.com và tải server Đại Gia Sơn, và cũng có thể truy cập vào group bên dưới để tham khảo và truy cập tìm mua ạc cũng như là đồ đạc server như thế nào cho anh em cùng tìm hiểu sơ qua. Cái đó anh em tự tìm hiểu thôi, chứ cùng Khải thì Khải nói cho anh em nghe, được thì anh em nghe cho vui, ủng hộ một like chia sẻ. Còn anh em nghe mà không lọt đôi tai thì thôi nha anh em. Ok, bye bye anh em.